lào đế tua jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 18 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo, Phaolô Lê Văn Lộc và Đa Minh Cẩm. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Từ ta đến người, dân Ghana than phiền Trung Quốc. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức. Manaus, trong các ngày từ 20 đến 23 tháng 8 này, 50 giám mục toàn vùng Amazonia bên Brazil sẽ nhóm họp tại nhà gặp gỡ Maromba trong thành phố Manaus để chuẩn bị cho thượng hội đồng giám mục đặc biệt về Amazonia do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập vào tháng 10 năm tới 2019. Cuộc họp do mạng lưới toàn Amazonia viết tắt là Repam cùng tổ chức với Ủy ban đặc biệt cho vùng Amazonia viết tắt là CEA và Hội đồng Giám mục Brazil với mục đích chia sẻ các kinh nghiệm đề ra các mục tiêu và thảo luận các vấn đề chung của vùng Amazonia. Thánh lễ khai mạc sẽ do Đức Hồng Y Claudio Umes, nguyên tổng giám mục sao paulo chủ tịch tổ chức repam chủ sự đức hồng y cho biết đây sẽ là một cuộc họp lịch sử vì nó sẽ giúp giáo hội tìm ra các phương thức mới để hiện diện và loan báo tin mừng trong vùng đất rộng lớn và trù phú này cuộc họp cũng quan trọng đứng trước cuộc khủng hoảng thay đổi khí hậu đảo lộn môi sinh trên thế giới hiện nay các công tác tái truyền giảng tin mừng do các vị giáo hoàng phát động cũng liên quan tới vùng đất này các vấn đề phát triển sẽ được thảo luận với sự hiện diện của ông Felicio Pontes, trưởng lý Cộng hòa Liên bang Brazil. Ngoài ra, các giám mục toàn vùng Amazonia cũng chia sẻ các thực tại và kinh nghiệm để cho giáo hội có gương mặt Amazonia. Phái đoàn tham dự Thượng hội đồng giám mục về Amazonia gồm Đức Hồng Y. Homes, ba giám mục và nhóm cộng tác soạn thảo tài liệu chuẩn bị gồm các linh mục và giáo dân nam nữ. Để thực hiện tài liệu này, các giáo phận toàn vùng đã thăng tiến việc lắng nghe và thu thập ý kiến các giai tầng khác nhau. Cuộc họp này cũng là dịp để trình bày với các giám mục các sinh hoạt đã được thực hiện nhằm góp phần vào sức năng động của Thượng hội đồng giám mục sắp tới về vùng Amazonia. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco và các giám mục công giáo thuộc tiểu bang Pennsylvania rất đau buồn và xấu hổ vì các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên xảy ra trong các giáo phận tại bang này trong các thập niên qua. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, vị tổng chương lý của tiểu bang Pennsylvania đã cho công bố kết quả các vụ điều tra trong hai năm qua liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục của 300 linh mục và nhân viên giáo hội trong 70 năm qua bản tường trình dài 900 trang liên quan tới các cuộc điều tra trong 6 giáo phận thuộc tiểu bang cho biết có 1.000 nạn nhân, nhưng con số có thể cao hơn. Đây là bản tường trình đầy đủ nhất từ trước tới nay của chính phủ Hoa Kỳ liên quan tới các vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngoài tên tuổi của các thủ phạm, tài liệu còn tố cáo hàng lãnh đạo giáo hội bao che các kẻ phạm tội. Sau khi bản tường trình được công bố ngày 16 tháng 8 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cũng đã ra thông cáo về vấn đề này. Thông cáo báo chí của tòa thánh khẳng định rằng giáo hội xấu hổ và đau buồn về những tội ác kinh khủng này và Đức Thánh Cha Francisco đứng về phía các nạn nhân. Thông cáo viết liên quan đến bản tường trình được công bố trong tuần này tại Pennsylvania có hai từ có thể diễn tả tâm tình trước những tội ác kinh khủng này xấu hổ và đau buồn tòa thánh xem xét cách nghiêm túc công việc được bồi thẩm đoàn bang pennsylvania thực hiện và bản tường trình dài được công bố tòa thánh mạnh mẽ lên án việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên những lạm dụng được mô tả trong bản tường trình là những tội ác và đáng bị lên án về luân lý những hành động đó phản bội lại sự tin tưởng và cướp đi phẩm giá và đức tin của những nạn nhân Giáo hội phải học những bài học khó khăn này từ quá khứ và nên có quy kết trách nhiệm đối với cả những người lạm dụng và những người để cho việc lạm dụng xảy ra. Phần lớn các cuộc thảo luận trong bản tường trình nói về những vụ lạm dụng xảy ra trước năm 2000. Hầu như không có trường hợp nào xảy ra sau năm 2002 như thế kết luận của bồi thẩm đoàn trùng hợp với những nghiên cứu trước đây chứng tỏ rằng những cải cách của giáo hội công giáo hoa kỳ đã giúp giảm đi đáng kể tình trạng giáo sĩ lạm dụng trẻ em tòa thánh khuyến khích việc cải cách và cảnh giác được tiếp tục ở mọi cấp độ của giáo hội công giáo để bảo đảm việc bảo vệ cho các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương khỏi bị xâm hại tòa thánh cũng nhấn mạnh sự cần thiết tuân theo luật dân sự bao gồm việc buộc phải báo cáo những vụ lạm dụng trẻ em đức thánh cha hiểu rất rõ những tội ác này có thể làm lung lay đức tin và tinh thần của các tín hữu và nhắc lại lời kêu gọi nỗ lực tạo nên một môi trường an ninh trong giáo hội và trong xã hội cho các trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương các nạn nhân cần biết rằng đức giáo hoàng đứng về phía họ những người bị thương tổn được Đức Giáo Hoàng ưu tiên quan tâm và giáo hội muốn lắng nghe họ để xóa bỏ đi sự kinh hoàng bi thảm, hủy diệt đời sống của những người vô tội. Một số giáo phận tại tiểu bang Pennsylvania cũng đã có những phản ứng trước sự kiện đau buồn này. Thông cáo của Tổng giáo phận Philadelphia viết, thật là đau đớn cho bất cứ ai đọc bản tường trình, đặc biệt đối với những người sống sót sau các vụ lạm dụng và gia đình họ. Chúng tôi vô cùng cay đắng trước nỗi đớn đau của họ và chúng tôi ở lại trên con đường chữa lành. Thông cáo của giáo phận Scanton thì khẳng định cần phải chống lại tội phạm này để bảo đảm không một trẻ em nào là nạn nhân của các vụ lạm dụng và không có kẻ tội phạm nào được che chở. Giáo phận cũng đăng trên trang mạng của mình tên của bảy mê linh mục và giáo dân có tội, kể cả tên các người đã không được bản tường trình của chính phủ nhắc tới trong khi giáo phận Eri kể tên và nơi sống của 32 người, cũng như tên của 31 người đã qua đời. Trong số 65 người cũng có một giám mục và một phụ nữ. Vị giám mục này đã không cho điều tra về các lời tố cáo trong giáo phận thuộc quyền. Đức cha Lorenz Pezio, giám mục Eri, đã trực tiếp viết thư cho các nạn nhân cũng liên quan đến vấn đề này, mọi giáo phận thuộc tiểu bang Pennsylvania đều cho biết trong các thập niên qua đã có nhiều tiến bộ về sự trong sáng đối với các tội phạm này. Đức cha Ronald Gainer, giám mục Harrisburg, viết trong thông cáo, Chúng tôi sẽ tiếp tục đền bù các tội quá khứ và dâng lời cầu nguyện cho mọi nạn nhân của các hành động này. Chúng tôi dấn thân theo đuổi và củng cố các thay đổi tích cực để bảo đảm cho các tàn ác đó không bao giờ lập lại nữa tôi muốn rằng các trẻ em giới phụ huynh giáo dân các giáo sứ sinh viên học sinh nhân viên hàng giáo sĩ và công chúng biết rằng các nhà thờ và trường học của chúng tôi an ninh không có gì được chúng tôi chú ý cho bằng việc bảo vệ những người bước qua cửa vào nhà chúng tôi việc lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là hiện tượng rất phổ biến trong xã hội hơn người ta tưởng nghĩ trung tâm quốc tế đặc trách trẻ em thất lạc và bị khai thác viết tắt là ICMEC cho biết cứ 10 trẻ em thì có một em bị lạm dụng tính dục. Thống kê của chính quyền Hoa Kỳ cho biết hàng năm có 700.000 trẻ em là nạn nhân. Tại Âu Châu có 18 triệu trẻ em là nạn nhân của các lạm dụng tính dục, trong đó có 13,4% là bé gái và 5,7% là bé trai. Các thống kê cũng cho biết 73,7% các trường hợp lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là do chính các cha mẹ, trong đó có 44,2% do mẹ và 29,5% do cha, 3,3% là một người bà con, 3,2% là một người bạn của gia đình, 3% là một người quen, 2,5% là một giáo chức và 2,2% là một người lạ. Tuy nhiên giới truyền thông chỉ khai thác các tin tức liên quan tới các nhân viên của giáo hội mà ít khi nhắc tới thực tại này của gia đình và xã hội dân sự. Caracas, trong các ngày vừa qua, các giám mục Venezuela đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền nước này tôn trọng hiến pháp, các quyền con người và khước từ dùng bạo lực đàn áp dân chúng các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vì sau khi xảy ra vụ ám sát hụt tổng thống Nicolas Maduro tuần vừa qua, chính quyền đã bố ráp và bắt giữ nhiều người, bỏ tù, tra tấn, đánh đập, đối xử với họ một cách vô nhân đạo. Cũng đã có nhiều dân biểu, nhân viên hay công dân bị mất tích thông cáo mang chữ ký của đức cha Jose Luigi Ayuake Ayala, tổng giám mục Maracaibo, chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela và hai giám mục phó chủ tịch có đoạn viết như là nhân dân chúng tôi khẳng định rằng cần khước từ bạo lực từ bất cứ phía nào chống lại con người các cơ cấu và chính nhân dân với hòa bình chúng ta có được tất cả với bạo lực chỉ có tàn phá chúng ta phải nhớ rằng trong một quốc gia pháp quyền ai bị lấy mất đi sự tự do thì vẫn có các quyền liên quan tới sự toàn vẹn thể lý và tâm lý các liên hệ gia đình và xã hội và sự toàn vẹn luân lý Điều này không chỉ loại trừ mọi thứ tra tấn và đối xử tàn tệ, hạ nhục, vô nhân, mà cả các điều kiện giam giữ trong tình trạng biệt lập, không thể liên lạc và thiếu tiếp xúc với những người khác, gây ra đau khổ trầm trọng trên thể lý cũng như tinh thần cho người bị mất tự do. Không bao giờ được phép khước từ phẩm giá và các quyền căn bản của con người. Đây là nồng cốt cuối cùng của công lý. Nhưng rất tiếc, tại venezuela này những người cầm quyền đang sử dụng vũ khí duy nhất của người không có lý đó là bạo lực đàn áp và để thực thi nó người ta vi phạm các luật lệ các điều khoản của hiến pháp và các quyền con người trong khi dân chúng xin lương thực thuốc men điện nước hơi đốt các phương tiện di chuyển công cộng đồng lương xứng đáng và nỗ lực ngăn chặn nạn lạm phát nhưng đã không có gì được làm trái lại người ta muốn kiểm soát xã hội và bịt miệng người không đồng ý muốn tái lập vòng xoáy bạo lực là có nguy cơ công lý bị đi ra ngoài sự kiểm soát của luật lệ và các tiến trình pháp lý bằng cách tạo ra các tình trạng bất hại thể lý đe dọa và dẹp bỏ nhà nước pháp quyền khiến cho nền công lý tại venezuela bị suy thoái kết thúc thông cáo hội đồng giám mục venezuela mời gọi nhân dân đừng ngã quỵ nhưng tiếp tục thăng tiến hòa giải hòa bình và kiếm tìm sự thật các vị cũng yêu cầu các lực lượng an ninh thay đổi thái độ và hiểu biết các hy sinh và khó khăn của nhân dân của các gia đình và con cái của chính họ trong các ngày vừa qua, tổ chức UNICEF đã kêu gọi mọi lực lượng tham chiến tại Syria nghĩ đến các trẻ em nước này đang phải sống trong lo âu thiếu thốn và đau khổ vì cuộc nội chiến đã kéo dài hơn 7 năm qua. Ông Geert Capellere, giám đốc UNICEF miền Trung Đông và Bắc Phi, đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết trên đây với chính quyền Damasco và các lực lượng tham chiến tại Syria. Ông cho biết UNICEF rất âu lo cho số phận của 350.000 trẻ em tại Idlib ở mạng Tây Bắc Syria. Chiến tranh leo thang khiến cho các em không biết phải chạy đi đâu. Bé Ran 12 tuổi nói, con không thể miêu tả những gì đang xảy ra tại đây, chúng con không có đủ nước uống và thực phẩm, và chúng con sống trong lo sợ. Còn bé Sara 14 tuổi thì cho biết Thời gian đến trường học mỗi tuần một hai lần là nơi ẩn náu duy nhất của em. Mọi kính cửa sổ của trường đã bị bể và các em không có nước trong lành để uống. Ông Capellare cho biết hiện nay có một triệu trẻ em giống như bé Ran và Sara kiệt quệ vì chiến tranh, sợ hãi vì bất an và bạo lực. Nhiều em đã bị bó buộc phải chạy trốn, có em đã thử đến 7 lần. Đa số các em sống trong các trại tị nạn đầy ắp người và ẩn nấp tại các vùng quê. Các em không thể và không được gánh chịu một làn sóng bạo lực khác nữa cũng như bị sát hại vì các điên cuồng của người lớn. UNICEF yêu cầu các giới hữu trách tại Syria ưu tiên che chở và trợ giúp các em trên các lợi lộc chính trị, quân sự, chiến thuật và các chương trình khác của họ vì tương lai của Syria tùy thuộc điều này. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican tiếp theo đây kính mời quý vị cùng trần phúc nhạc và xuân khánh suy niệm lời chúa nên mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật, ta bảo thật các ngươi nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, thì các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta, ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Mẹ Teresa Cancutta có một quy luật, khi một thiếu nữ nào đến xin nhập dòng thì ngay ngày hôm sau sẽ được gửi tới nhà lâm chung là nơi chăm sóc những người sắp chết. Một hôm có một thiếu nữ đến xin nhập dòng, theo thông lệ, mẹ Teresa gửi chị này đến nhà Lâm Chung. Mẹ căn dặn, con đã thấy các linh mục chạm đến mình Thánh Chúa một cách cung kính và triều mến thế nào. Bây giờ con hãy đến nhà Lâm Chung và cũng hãy làm như thế. Bởi vì Đức Giêsu trong mình Thánh Chúa cũng là một với Đức Giêsu đang ở trong những người khốn khổ đó. Ba giờ sau, thiếu nữ trở về với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô trình với mẹ teresa thưa mẹ con đã được chạm đến mình thánh chúa suốt ba giờ đồng hồ sao con đã làm gì mẹ teresa hỏi thiếu nữ ấy đáp khi con đến đấy thì người ta cũng vừa mang đến một ông bị rơi vào một cái cống và phải nằm trong đó một thời gian mình mẩy ông rất dơ bẩn và rất nhiều thương tích con đã rửa cho ông và lau các vết thương của ông đang lúc con làm như thế con biết là con đang chạm chính mình thánh Đức Kitô. Câu chuyện vừa nghe giúp chúng ta suy niệm về lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói với người Do Thái: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Thật là sốc. Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? những thắc mắc tranh luận của người do thái thế tưởng cũng không phải là điều khó hiểu luật do thái cấm ăn thịt người và uống bất cứ loại máu nào được xem là sự sống của một sinh vật ngay cả trong thời giáo hội sơ khai việc thực hành này vẫn còn như trong sách công vụ tông đồ kể lại Tin mừng Thánh Gioan dành nguyên cả chương 6 để thuật lại việc Chúa Giêsu mặc khải cho người Do Thái về bánh hàng sống từ trời xuống, về bánh ban sự sống đời đời và cuối cùng Ngài chính là bánh hàng sống đó. Và kết quả cuối cùng, không chỉ người Do Thái mà cả một số môn đệ của Chúa Giêsu cũng bỏ đi vì không thể chấp nhận được lời tuyên bố quá sốc của Chúa Giêsu. Ban đầu khi nghe nói về thứ bánh anh rồi sẽ không còn đói nữa. Về thứ bánh trường sinh bất tử, người Do Thái thích thú, nài nỉ Chúa Giêsu ban cho họ thứ bánh đó. Nhưng khi đối đầu với việc phải chấp nhận Chúa Giêsu từ trời xuống là đấng có thể ban cho họ sự sống đời đời, thì người Do Thái bị khẩn lại. Họ như bị chặn lại trước dãy núi thành kiến. Cái ông Giêsu này, con ông thợ mọc du xe rành rành ra đó mà gọi là từ trời xuống không chấp nhận được nguồn gốc thiên linh của Chúa Giêsu, làm sao họ có thể tin rằng Ngài có thể ban cho họ sự sống đời đời? Làm sao có ơn cứu độ đến từ Ngài? Khi tuyên bố thịt mình là của anh và máu mình là của uống, Chúa Giêsu muốn nói đến chính cái chết của người trên thập giá. Trong bánh là thịt của người và trong rượu là máu của người. Chúa Giêsu sẽ ban tặng chính bản thân người như đấng đã trao ban mạng sống trên thập giá các tặng phẩm thánh thể có nền tảng là chính cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Trong hành vi người hiến tặng mạng sống để cho thế gian được sống là bằng chứng cao cả về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Chúa Giêsu hiến mạng sống trên thập giá cũng ban chính thịt của người như là của anh và máu của người như là của uống thịt và máu này là một bằng chứng tối cao về tình yêu của người và là bảo chứng về tình yêu mà người chứng tỏ khi hy sinh mạng sống. Ai đón nhận với đức tin quà tặng của Chúa Giêsu thì cũng tuyên xưng đến chịu đóng đinh với tình yêu của người là nguồn mạch ban sự sống và sẽ được thông phần vào sự sống của người, cũng là hiệp thông với người. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Một lần nữa, Chúa Giêsu lại khẳng định rõ ràng rằng sự sống đời đời và hiệp thông với người chỉ là một. Ngày nay chúng ta cử hành thánh thể hàng ngày, chúng ta rước lễ mỗi khi tham dự thánh lễ. Việc lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa, bí tích Thánh Thể, dường như là một khẳng định hiển nhiên về niềm tin của chúng ta vào bí tích Thánh Thể, khiến chúng ta không cần xét xem chúng ta có xác tín rằng mình có thật sự ăn thịt và uống máu Chúa hay không. Mình có được hiệp thông vào sự sống của Chúa hay không? Mình có trở nên thân thể của Chúa hay không? Các ký tự chúng ta được mời gọi siêng năng lãnh nhận mình Thánh Chúa, là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta để chúng ta không bị suy nhược mỏi mệt, đuối sức trên hành trình trần gian. Và khi lãnh nhận thánh thể, được trở nên thân thể của Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên lương thực cho anh chị em, chấp nhận bẻ chính thánh thể mình và đổ chính máu mình ra cho tha nhân như Chúa Giêsu đã làm cuối thánh lễ chúng ta được sai đi loan báo tin mừng của Chúa bằng chính đời sống đơn sơ và phục vụ khiêm hạ, xuất phát từ tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ và tinh thần phục vụ hy sinh của Chúa Giêsu. Xin Chúa Giêsu thánh thể biến đổi chúng ta trở nên một Giêsu khác đối với anh chị em và đồng thời cũng giúp chúng ta nhận ra Chúa Giêsu thánh thể nơi tha nhân, đặc biệt nơi những người đau khổ trong phần thứ ba của buổi phát kính mời quý vị nghe xuân khánh và thanh hiền giới thiệu tiểu sử hai thánh linh mục tử đạo phao lô lê văn lộc và đa minh cẩm vào năm 1858 vì nghi ngờ cách tín hữu cấu kết với quân Pháp nên triều đình tự Đức đã ra lệnh đóng cửa và giải tán chủng viện thị nghè. Đó là một quyết định đau lòng đối với cha giám đốc Lê Văn Lộc nhưng biết làm sao hơn được. Tình hình giáo hội hết sức khó khăn. Quan quân đang truy bắt những người theo đạo Chúa. Hai năm coi sóc tiểu chúng viện, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ý thức trách nhiệm của cha Lộc đối với giáo hội thật lớn và tình thương của cha đối với các chủng sinh thật thấm thiết. Cha không đành bỏ rơi những người con thân yêu. Trong tình thế khó khăn đó, để cứu lấy mạng sống mình, chủng viện phải giải tán. Nhưng việc huấn luyện vẫn không ngừng. Cha phao lâu lọc, tìm cách trốn tránh quanh vùng Sài Gòn, gia đình. Khi thì ở với các chủng sinh, khi ở một mình nhưng vẫn tìm cách tiếp tục công việc huấn luyện các mầm non của giáo hội. Chính sứ mạng cao quý này đã đưa cha đến Phúc Tử Đạo, một vinh hạnh lớn cho Chủng viện Thị Nghè, Sài Gòn. Paulo Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định, trong một gia đình đạo đức. Mồ cô cha mẹ từ năm 10 tuổi, cậu Lộc được cha sở nhận nuôi và cho theo học tại Chủng viện Cái Nhung trong 2 năm. Năm 1843 Đức cha Lefebvre Nghĩa Gửi cậu sang học thành học tại Penang Cậu được các giáo sư viết thư Cho giám mục giáo phận Khen là người tương lai đầy hứa hẹn Trở về nước Thầy phao lô lọc tận tâm giảng dạy giáo lý Và phụ trách việc huấn luyện Cho các chủng sinh Ngày 7 tháng 2 năm 1857 Thầy được Đức cha Nghĩa Truyền chức lên mục Và được bổ nhiệm làm giám đốc Tiểu chủng viện Thị Nghè Ngoài việc chăm sóc giảng dạy các chúng sinh, cha Lộc vẫn cố gắng thu xếp những giờ làm công tác một vụ bác ái. Có sử liệu ghi nhận, trong khoảng một năm, cha đã dẫn về đoàn chiên giáo hội hơn 200 tân tòng. Trong tình thế khó khăn dưới thời vua tự đức như thế, nhiều quan chức ác cảm với đạo, nhưng cha Lộc vẫn hăng say làm việc, duy trì chủng viện hơn một năm tháng 7 năm 1858, 14 chiếc thuyền Pháp đổ bộ lên cửa hàng tỏ dấu khiêu khích. Đô đốc Rigo de Giannulli ngây ngô chờ quân công giáo trợ lực. Ông không biết rằng người công giáo Việt Nam lúc đó không ưa gì ngoại xâm, như chúng ta thấy trong chuyện Thánh Francisco Cô Trung. Họ không bỏ chúa, nhưng cũng không phò Tây. Họ tích cực xin đăng ký vào quân đội triều đình để chống Pháp. Thế mà các quan chức Việt Nam tức giận cho rằng các tín hữu Kitô cấu kết với người Pháp nên quyết định bắt giết các đạo trưởng trước khi quân xâm lược đến. Thế là chủng viện Thị Nghè phải giải tán. Cha Lộc ngậm ngùi chia tay. Tuy nhiên cha vẫn cố nán lại Sài Gòn nay đây mai đó để gần gũi hướng dẫn các chủng sinh của mình. Cuối năm 1858 Cha Lộc đến tạm trú ở nhà một cựu chủng sinh dầu khó khăn nguy hiểm, cha tìm cách tiếp tế cho các chủng sinh bị lưu lạc. Việc đó đưa cha vào vòng lao lý. Một phụ nữ ngoại giáo thấy cha liền báo cáo với quan quân bao vây lục xét và bắt được cha ngày 13 tháng 12 năm đó. Khi bị bắt, cha lộc khéo léo trả lời, nên quan quân đối xử với cha một cách tử tế, còn có ý định tha nếu cha chối đạo. Đầu năm 1859 thấy không thể chiếm được Huế thêm vào đó 200 lính viễn chinh Pháp chết vì bệnh dịch tả. Tướng Pháp quyết định chuyển hướng đưa quân vào chiếm tỉnh Gia Định theo lối cửa Cần Giờ. Khi quân Pháp bắn phá Sài Gòn, các quan liền cấp tốc tâu vua cho chạm quyết cha Paulo Lê Văn Lộc. Ngày 13 tháng 2 năm 1859, cha Lộc bị điệu ra trường thi, bây giờ là góc đường Hai Bà Trưng, Xô Viết Nghệ Tỉnh, và bị hành quyết ở đó. 29 tuổi đời, 2 năm linh mục bản án vội vã gấp rút cũng như chính cuộc đời của cha đã kết thúc thật ngắn ngủi ngắn ngủi nhưng thiết tha ngắn ngủi nhưng hết sức đậm đà tình yêu và trách nhiệm cuộc đời vắng vỏi nhưng đã được thánh hiến bằng chính máu đào của mình thật xứng đáng để được đón nhận vào nơi trường sinh cha phao lô lộc bước vào cuộc sống vĩnh cửu là thế phải chờ đến đêm giáo hữu mới lên đưa thi hài vị tử đạo về mai táng ở họ chợ quán sau được cải táng về dòng thánh Phaolô Sài Gòn. Hiện nay hài cốt của thánh nhân được lưu trữ tại Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Đức thánh cha Pio thứ 10 suy tôn chân phước cho cha Francisco Lê Văn Lộc ngày mùng 2 tháng 5 năm 1909. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô đệ nhị suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Đi bất cứ nơi nào khi trách vụ đòi hỏi, đó phải chăng là kỷ luật một người lính như thế thì cha cẩm đích thực là một người lính của chúa kitô chiến đấu cho tình thương đó phải chăng là đức tính của một người tôi trung cha cẩm cũng đúng thực là một người đầy tớ khôn ngoan và trung thành đúng giờ phân phối thóc gạo cho gia nhân và luôn cầm đèn sáng chờ đợi chủ về đi bất cứ nơi nào khi trách vụ đòi hỏi điều đó có vẻ đơn giản quá bình thường quá chưa có nét gì là một cuộc ra đi vĩ đại một cuộc lên đường đảo lộn cuộc đời thế nhưng nó vẫn là một cuộc lên đường thật sự trong tầng công việc bình thường. Và nếu như cái vẻ bề ngoài của một cuộc lên đường còn chưa bộc lộ hết tấm lòng cương quyết trung kiên của một người lính, một người tôi trung, thì trong cuộc đời cha cẩm, chính cái chết, phải chính cái chết đã làm trọn tất cả, bộc lộ được những gì cao đẹp nhất của những lần lên đường. Vì thật ra, nó chỉ là một cuộc lên đường duy nhất về nhà cha đa minh cẩm sinh tại làng cẩm giàng xứ kẻ roi tỉnh bắc ninh nay là hà bắc gồm hai tỉnh bắc ninh và bắc giang vì thông minh sắc xảo từ nhỏ nên cậu đa minh cẩm được thu nhận vào nhà chúa sau khi mãn khóa thần học thầy cẩm được lãnh chức linh mục vị linh mục trẻ trung này chẳng bao lâu đã sinh gia nhập dòng ba đa minh cha rất nhiệt thành với việc tông đồ và được bề trên cũng như mọi người quý mến năm 1848, khi tòa thánh chia giáo phận Đông Đàng Ngoài thành hai giáo phận Đông Hải Phòng và Trung Bùi Chu, thì Cha Đa Minh Cẩm, tuy sinh quán Bắc Ninh thuộc giáo phận Đông, lại được cử phục vụ ở giáo phận Trung có số tín hữu Đông gấp ba lần. Tại đây, khi cuộc bất hại trở nên gay gắt vì lợi ích của giáo dân, cha phải lẫn trốn hết nơi này đến nơi khác. Nhưng mỗi khi trách nhiệm một vụ đòi hỏi, cha cẩm luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu dù có nguy cơ bị bắt bớ. Đầu năm 1859, khi cha về Hà Lan ẩn náu, một người phát hiện ra cha và tố cáo với quan. Do đó, quan quân đến với bắt cha tại Hà Lan ngày 21 tháng Giêng năm 1859 và giải cha về Hưng Yên. Trước mặt quan tổng đốc Cha Đa Minh Cẩm khẳng khái nhận mình là linh mục công giáo và sẵn sàng chấp nhận mọi hình khổ, chứ không bao giờ trà đạp thánh giá. Sau nhiều lần khuyến dụ và đe dọa nhưng không kết quả, quan tổng đốc ra lệnh nhốt cha vào củi chật hẹp ròng rã mấy tháng trời. Trong thời gian bị giam, tư cách và đức độ của cha Cẩm đã khiến quân lính cảm kích, nên họ dễ dãi cho phép nhiều giáo hữu lưu tới thăm viếng cha. Nơi gương thánh Phaolô Tông đồ cha đã nhân cơ hội này tiếp tục giảng tin mừng và khuyên nhủ mọi người trung thành giữ vững đức tin, hết lòng đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa. Nhờ các tín hữu liên lạc, nhiều lần cha đã viết thư cho vị giám mục giáo phận, Đức cha Valentino Vinh, bày tỏ lòng trung kiên với Đức Kitô và mong mỏi khát khao được phúc tử đạo. Đức cha cho linh mục hương vào thăm và giải tội cho cha cẩm ngày 30 tháng Giêng. Khi nhận được tin kết án trảm quyết, Cha đã minh cẩm tỏ vẻ hân hoan vui mừng. Trên đường đến pháp trường, cha hiên ngang như một chiến sĩ khải hoàng. Bà Maria Huệ, một giáo dân hiện diện trong giờ hành quyết đã làm chứng. Khi tới nơi xử, cha cầu nguyện một lát, rồi vui vẻ làm hiệu cho lấy hình thi hành phận sự. Quân lính vung gương chém cha ba nhát mà đầu vẫn chưa đứt. Họ phải cứ đi cứ lại nhiều lần, đầu cha mới lìa khỏi thân. Hôm đó là ngày 11 tháng 3 năm 1859. Sau đó thi hài cha được rước về an táng ở Cẩm Trương là nguyên quán của vị tử đạo. Ngày 29 tháng 4 năm 1951, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 suy tôn cha Đa Minh Cẩm cùng với 24 vị tử đạo khác lên bậc chân phước. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Doan Phao Lô Đệ Nhị suy tôn Ngài lên bậc hiển thánh để tiếp tục chương trình trần phúc nhạc xin gửi đến quý vị lá thư vatican với đề tài từ ta đến người dân ghana than phiền trung quốc thính giả thân mến, cách đây ít lâu ở Việt Nam có những vụ biểu tình phản đối việc cho người Trung Quốc thuê mướn lâu năm hoặc là mua nhiều khu vực đất nước. Nhìn sang Phi Châu, người ta thấy từ lâu đại lục này đang dần dần đi vào quỹ đạo của Trung Quốc và lần đầu tiên người ta thấy một giám mục lên tiếng về vấn đề này. Thực vậy, hôm 9 tháng 8 vừa qua, báo trực tuyến Cooks ở Mỹ đưa tin. Một giám mục tại nước Ghana bên Phi Châu, Đức cha Joseph Francis Kwaku Essien, giám mục giáo phận Wezo, than phiền về ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng thái quá tại nước này, biến người dân Ghana thành những nô lệ ngay tại quê hương của họ. Trong một bài giảng bằng video được chuyển đi mau lẹ khắp cả nước, Đức cha Essien tố giác rằng sự bành trướng của các dịch vụ thương mại do người Hoa nắm giữ đang làm cho nhiều người Ghana bị mất công an việc làm. Đức cha nói, chúng ta đang bị giam cầm theo nghĩa một quốc gia như đất nước chúng ta có dồi dào mỏ vàng, kim cương, mangan, bosit, một nước có nhiều gỗ quý, sản xuất nhiều cocoa, và chúng ta là một nước bây giờ có nhiều dầu với chất lượng thương mại, nhưng khi đi tới các nhà thương, nhiều nhà thương, nếu không muốn nói là tất cả các nhà thương của chúng ta, và xem những gì đang xảy ra tại đó, chúng ta thấy gì? Thấy các phụ nữ mang thai nằm trên nền đất. Phải chăng chúng ta không ở trong tình trạng bị cầm giữ? Phải chăng chúng ta không ở trong tình trạng lưu đày sao? Thừa đúng vậy. Làn sóng di cư của người Hoa đến Ghana đã bắt đầu trong thập niên 1940, khi Ghana cũng như Hồng Kông đều thuộc đế quốc Anh. Gần đây, khi người Hoa bắt đầu đầu tư nhiều vào Ghana, nhất là trong công nghệ khai thác quạng mỏ, thì có nhiều thương gia người Hoa đến nước này. Nhiều người Hoa cũng đã bị bắt vì khai thác bất hợp pháp các mỏ vàng. Mặc dù chưa hề có thống kê chính thức, nhưng một số chuyên gia ước lượng có gần 700.000 người Hoa ở Ghana. Các thương gia người Hoa thường chỉ cư trú ngắn hạn tại Ghana và dự tính trở về Trung Quốc sau khi làm giàu tại nước này. Tương quan giữa cộng đồng người Hoa và người Ghana thường ở mức độ căng thẳng. Người Ghana thường cáo buộc người Hoa là cố tình không biết tới các luật lệ thương mại và lao động. Còn người Hoa thì tố cáo chính phủ sách nhiễu, hạch sách họ và kỳ thị chủng tộc. Nhận xét của đích cha quê cu Essien có lẽ không góp phần làm dịu tình trạng căng thẳng đó khi nói rằng thành phố Wasa Akropon bị nhiễm khuẩn người Hoa. Người Hoa nay đang nướng chuối và bán mía, nhưng người Hoa ấy đang sử dụng dân Ghana chúng ta. Đức Trà cũng tố cáo các quan chức chính phủ từ chối không thi hành luật pháp và nói rằng có những đại biểu quốc hội, có những vị chỉ huy và họ thấy điều đó, nhưng như thể không có ai nói gì về vấn đề này. Vì những lợi lộc nào chắc chỉ có Chúa biết, vì thế chúng ta là những người nô lệ trên đất nước chúng ta. Hồi năm ngoái 2017, Hội đồng Giám mục Ghana đã công bố một thông cáo lên án việc khai thác mỏ vàng bất hợp pháp và ước tính rằng tình trạng này làm cho chính phủ bị thiệt hại hơn 2 tỷ Mỹ Kim một năm. Năm 2013, Ghana đã thông qua đạo luật cấm người nước ngoài không được can dự vào những hoạt động thương mại cỡ nhỏ và nhiều người cho rằng luật này nhắm vào cộng đồng người Hoa. Ông Ali Mohamed Ahmed, một đại diện của Hiệp hội Thương mại của Ghana nói, người Hoa đang tập trung các tiệm buôn bán lẻ tại Ghana, một số người khác thì chiên chuối, người khác thì bán các túi nước lọc. Việc bán các túi nước, nước lọc với con dấu bảo đảm của chính phủ là điều rất thịnh hành và việc buôn bán này là một doanh nghiệp lớn nhất ở Ghana vì việc lọc nước sạch vẫn còn ở mức độ chậm tiến tại nước này ông Ahmed thốt lên, số phận những người trẻ của chúng ta, các anh em con cái của các bạn rời trường học mà không có việc làm thì sẽ ra sao? Hiện thời đang có nạn thất nghiệp, làm sao chúng ta có thể sống còn được? Câu trả lời duy nhất cho những người thất nghiệp là nạn tội phạm và chúng ta không muốn như vậy. Nếu một người nước ngoài muốn đến và đầu tư ở Ghana này thì họ phải là những người bán sỉ hoặc là những nhà chế tạo sản xuất và theo luật những người ấy phải có tài sản từ 200.000 đến 1 triệu Mỹ kim vì họ đến đây là để đầu tư. Trung Quốc là nước mà Ghana có quan hệ buôn bán nhiều nhất và là nguồn chính trong việc đầu tư vào nước này. Việc mậu dịch giữa hai nước được ước lượng vào khoảng 6 tỷ Mỹ kim. Tân đại sứ Thạch Đình Vương của Trung Quốc tại Ghana kêu gọi hai nước hãy bắt tay nhau để viết lên một chương mới trong sự phát triển chung của hai nước. Chính phủ Trung Quốc cũng đang cố gắng chống lại tâm tình bài Trung Quốc tại Ghana bằng cách gia tăng đầu tư vào nước này. Hồi năm 2014, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, nhận xét với báo The Guardian của Anh Quốc rằng hành động bất hợp pháp của một thiểu số người Hoa ở Phi Châu đã làm thương tổn thanh danh của Trung Quốc tại đại lục này. Chúng ta phải nói rõ những vấn đề đó không phải là hướng đi chính trong sự cộng tác giữa Trung Quốc và Phi châu và không thể làm lu mờ những thành tựu trong sự cộng tác giữa Trung Quốc và Phi châu. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vì xưa ta đói sáng tác của linh mục Thành Tâm do linh mục Đăng Linh trình bày. tim tôi luôn luôn rộng mở đêm yêu thương an vui cho ai cần tới cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón biết ui an ai đang ngủ xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở chia cơm ăn canh thương cho ai nghèo đói cho đôi chân tôi luôn mau mau lao nhau khó rồi chiều nào đi trên phố thấy ông lão ăn xin ra chia tay xin tôi thương xót thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở tôi luôn luôn rộng mở chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói cho đôi chân tôi luôn mau mau, mau tìm tới, tới. giúp ai đang lao nhau khó rồi chiều đào đi trên phố, phố đông bác phụ gáo xe đang ngồi lo

của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m 25 và 25 m 21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.